Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tàu hải cảnh lớn nhất thế giới của Trung Quốc xâm phạm bãi Tư Chính. Ngày 22 tháng 2, AFA tiếng Việt loan tin Trung Quốc điều tàu hải cảnh lớn nhất vào bãi Tư Chính của Việt Nam. Theo đó, tàu hải cảnh lớn nhất thế giới của Trung Quốc mang số hiệu CCC 5901 nặng 12.000 tấn vừa quay trở lại bãi Tư Chính nơi Việt Nam có các giàn khoan dầu khí. AFA cho hay, tàu này đã bật tín hiệu theo dõi tàu biển tự động AIS vào hôm 20 tháng 2 gần bãi Tư Chính, nơi Trung Quốc liên tục điều các tàu hải cảnh vào quấy nhiễu hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA dẫn tin từ ông Raymond Powell, giám đốc dự án Sea Light của Mỹ, dựa theo dữ liệu từ Marine Traffic có sử dụng tín hiệu AIS, thì tàu kiểm ngư 261 của Việt Nam đã theo đuôi tàu hải cảnh của Trung Quốc ở khu vực này. AFA cũng cho biết trước đó tàu CCG 5901 đã rời cảng Tam Á ở đảo Hải Nam vào ngày 14 tháng 2 năm 2024. Tàu này đã đi tuần trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong gần một tháng hồi cuối năm 23, và sau đó một tàu hải cảnh khác là CCG 5402 đã thay thế tàu này hôm 10 tháng 1. AFA dẫn quan điểm của chuyên gia phân tích Goldfries thuộc dự án Sea Light Đại học Stanford cho biết, những cuộc tuần tra như thế này một phần quan trọng trong chiến lược của Trung Quốc nhằm củng cố đòi hỏi chủ quyền trên biển của mình nơi đang có các tranh chấp. Bằng cách này, Trung Quốc nhắm tới việc thiết lập một sự hiện diện thường xuyên của mình và dần tiến tới bình thường hóa các hoạt động trên biển ở khu vực này. Hình ảnh đường đi của tàu hải cảnh Trung Quốc CCG 5901, tức tàu Chongqing Haiching 3901 tại bãi Tư Chính ngày 21 tháng 2. AFA cho biết thêm, tàu hải cảnh khổng lồ của Trung Quốc có trang bị súng hạng nặng, một nơi đáp máy bay trực thăng và một nhà chứa máy bay đủ lớn để chứa máy bay cánh quay cỡ lớn hơn. Trước đó 3 ngày, ngày 19 tháng 2, AFA cũng loan tin về việc tàu Trung Quốc xâm phạm các lô dầu khí của Việt Nam ở bãi Tư Chính. Thông tin này cũng dựa theo ghi nhận của Sea Light Project. Theo đó, hôm 18 tháng 2, Trung Quốc đã điều tàu hải cảnh đi vào khu vực các lô dầu khí của Việt Nam ở vùng biển bãi Tư Chính. Tại bãi Tư Chính, Việt Nam có một hệ thống 5 nhà giàn, trong đó 3 nhà giàn đang hoạt động. Những nhà giàn này được xây dựng nhằm mục đích khẳng định chủ quyền của Việt Nam, đồng thời để thăm dò và khai thác dầu khí. Theo AFA, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã liên tiếp tìm cách cản trở các hoạt động khai thác và thăm dò dầu khí của Việt Nam ở khu vực này, khiến cho Việt Nam phải hủy các hợp đồng thăm dò với các công ty nước ngoài và chịu thiệt hại về tài chính. Hình ảnh đường đi của tàu hải cảnh Trung Quốc 5402 vào ngày 18 tháng 2 xâm nhập các mỏ dầu khí của Việt Nam gần bãi Tư Chính và tàu kiểm ngư 261 theo sát. Đơn cử như trong năm 2020, Việt Nam đã phải hủy hợp đồng thăm dò với hai công ty nước ngoài là Repsol và Noble, dẫn đến việc hai công ty này đệ đơn kiện đòi bồi thường. AFA dẫn nhận xét của các chuyên gia nghiên cứu tình hình Biển Đông cho rằng, mục đích của Trung Quốc là ngăn không cho Việt Nam mở rộng phạm vi thăm dò và khai thác dầu khí ở khu vực bãi Tư Chính, và cho đến nay, chiến lược này tỏ ra khá hiệu quả. Bằng việc ép các công ty nước ngoài từ bỏ hợp tác với Việt Nam, Trung Quốc hy vọng sẽ buộc Việt Nam phải hợp tác với chính Trung Quốc nếu muốn tiếp tục thăm dò và khai thác dầu khí ở bãi Tư Chính và các khu vực khác trên Biển Đông. Và điều đó có nghĩa là Việt Nam công nhận các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với khu vực này. AFA dẫn nhận định của giáo sư Carl Thayer cho biết thêm, Việt Nam đang không thể khai thác tài nguyên mà họ cần, trong trường hợp là nguồn cung năng lượng và khí đốt là một trong số đó, mà nguyên nhân chính là sức ép từ Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tàu hải cảnh lớn nhất thế giới của Trung Quốc xâm nhập bãi Tư Chính. Người Việt xin tị nạn chính trị tại Úc chỉ để kéo dài thời gian cư trú. Ngày 21 tháng 2, AFP tiếng Việt có bài phóng sự Người Việt dẫn đầu các sắc dân xin tị nạn tại Úc, hậu quả của thông tin di trú lừa đảo. AFA kể về trường hợp của anh Hưng, người đang xin visa tị nạn chính trị tại Úc để kéo dài thời gian ở lại. Anh vốn là một lao động tự do ở Hà Nội, thu nhập hơn chục triệu một tháng, nhưng không tiết kiệm được gì. Sau khi tình cờ đọc thông tin đi du lịch Úc có thể đi làm, nên anh đã bỏ ra 100 triệu đồng để làm visa du lịch. Khi gần hết hạn visa du lịch, anh Hưng được khuyên chuyển sang visa tị nạn chính trị để được ở lại lâu hơn một cách hợp pháp. Hình ảnh phóng sự của AFA. AFA cho biết,
Anh Hưng không phải là một cá nhân hiếm hoi. Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Úc, chỉ trong năm 2023, số người Việt xin thị thực bảo vệ khi ở Úc dẫn đầu trong số các sắc dân với 2.905 người, chiếm 12%. Thị thực này dành cho những người đến Úc bằng thị thực hợp lệ và muốn xin tị nạn. AFA dẫn nhận xét của luật sư Lê Đức Minh, một người Úc gốc Việt hành nghề luật sư di trú có thâm niên, bày tỏ: "Tôi thấy có sự gia tăng bất thường, đặc biệt là trong khoảng 6 tháng cuối năm 2023. Tôi thấy có một làn sóng tăng lên đột ngột hồ sơ của người Việt xin tị nạn chính trị tại Úc. Tôi cũng khá ngạc nhiên và không hiểu lý do vì sao số lượng xin tị nạn chính trị của người Việt Nam tại Úc tăng đột biến." Theo tìm hiểu của cá nhân, luật sư Minh thấy rằng đây là hậu quả của một phong trào lừa đảo rất quy mô từ trong nước. Rất nhiều cá nhân và công ty di trú hoạt động không có bằng cấp và giấy phép của Úc đã đưa ra một thông tin một cách công khai, hoàn toàn sai sự thật về những chương trình đi lao động tự do tại Úc. Đặc biệt là các chương trình người ta gọi là đi lao động nông nghiệp không cần tay nghề, chuyên môn và không cần trình độ tiếng Anh. Hình ảnh một trang trại trồng cần sa của những người Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Úc. AFA dẫn báo Công an thành phố Hồ Chí Minh hồi năm 2020 cho biết, Công an đã triệt phá đường dây đưa người sang Úc bằng giấy tờ giả, bắt giữ giám đốc công ty tư vấn du học, du lịch Châu Đại Dương và các đối tượng có liên quan. Hầu hết trong số này đều tìm cách xuất cảnh sang Úc, sau đó trốn ở lại để lao động phổ thông như làm việc tại các trang trại, quán ăn. Luật sư di trú trẻ Kate Hoàng, cựu chủ tịch Cộng đồng Liên bang Úc Châu, cho hay, một số người làm di trú lừa đảo hướng dẫn người Việt xin visa tị nạn với số tiền hàng chục ngàn đô la Úc để sau đó được cấp một loại thị thực tạm nhưng vĩnh viễn và được khám chữa bệnh miễn phí. Nhưng cô Kate cũng cho biết, có một số thực sự là người đấu tranh, có những lý do xin tị nạn xác đáng. Có nhiều người bị đàn áp ở Việt Nam vì lên tiếng trước những bất công xã hội, nhưng may mắn thế nào họ có một cơ hội để đến được Úc và xin tị nạn. Luật sư Lê Đức Minh cho hay, văn phòng của ông lúc nào cũng có những người đến xin tị nạn thực sự và ông đã làm thành công rất nhiều trường hợp. Ông cho biết chỉ cần nghe câu chuyện của họ, ông có thể đánh giá được người đó có phải là người đấu tranh thực thụ hay không, hay chỉ muốn chuyển đổi hồ sơ để kéo dài thời gian xin ở lại Úc để làm việc. Theo AFA, để đối phó với tình trạng có những người nộp đơn chỉ để kéo dài thời gian cư trú gây ảnh hưởng đến các đường đơn thực sự, chính phủ Úc đã cam kết chi 54 triệu đô la Úc trong 3 năm từ 2023 để tăng nguồn lực xử lý thị thực trong Bộ Nội vụ nhằm giảm đáng kể thời gian xử lý thị thực bảo vệ vĩnh viễn, loại 866 thị thực bảo vệ. AFA cũng cho biết hậu quả của việc này là Bộ Giáo dục bang Nam Úc hồi đầu tháng 2 ra thông báo tạm thời không chấp nhận đơn xin học của học sinh đến từ các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình cho đến khi có thông báo mới. Một số du học sinh đến từ các tỉnh thành khác theo chương trình giáo dục quốc tế cũng cần phải giải trình rõ ràng về mục đích xin học, đưa ra các kế hoạch du học cụ thể. Luật sư Kate giải thích, đó là những vùng hầu hết 90% đến 100% khi qua Úc là không có ai về. Có người ở lậu, có người nộp tị nạn. Những vùng đó Bộ Di trú cho là những vùng nguy hiểm, cho nên họ rất khó để xin cấp bất kỳ loại visa nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Người Việt xin tị nạn chính trị tại Úc chỉ để kéo dài thời gian cư trú. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d